Quang Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt ở tại nhà màu của ông của sư Chiến Hải quý cô chú anh chị. À, giống như là cái cốc ha quý cô chú anh chị. Thì bên sư Minh Không á quý cô chú anh chị, hiện tại giờ Duy Minh biết là có ba cái cốc rồi quý anh chị. Sớm có đi qua bển nhưng mà bên sư không có cho quay ha, mình cũng không quay đó, quý anh chị giống như quay đâu quen đó quý anh chị, mình quay đây thì mình cũng có xin phép mấy sư đây thì sư Chí Hải thì ai quay giống như sư Minh Tại quý của chúng chị cũng không cấm cản, nhưng mà đừng có làm kiểu như đừng có mất an ninh này kia rồi được rồi, như đừng có làm phiền gia đình là được rồi quý cô chú anh chị. Thì bây giờ tất cả mọi người chiều vô giống như mình vô mình tâm sự với sư ha. Dạ. Dạ. Hồi nãy thấy như sư đang ngồi thiền hay là tập ấy không? Không ngồi. Sư còn nhớ từ bố sư gì ở đây bao nhiêu ngày không sư? Con về bữa 10 cây. 10 cây ha, dạ. Tính ra cũng mau ha. Tối chín tay. Dạ. Không, ý con hỏi từ lúc mà sư về cái đợt sau này với sư Minh Nhuận á, cái đợt Kiên Giang gì á? Mười mấy ngày, đúng rồi. Cũng mau quá ha. Bữa 23. Bữa nay cũng chắc khoảng nửa tháng à. Hơn nửa tháng. Cũng có nhiều khán giả hỏi con xin cái địa chỉ đến đảnh lễ sư mà con không có dám cho. Mà con thấy bên sư Minh Không á, cũng thấy có khán giả đầu đi đến cũng bộn lắm, cũng không sao. Con nghĩ chắc tùy duyên. Dạ. Biết thì mới tới rồi. Dạ. Chứ mình nói không cho là không được. Dạ đúng rồi, không cho cũng không được. Ví dụ như mà biết chỗ sư thì tự đến thôi. Vâng, cái này cũng quyền tự do của mọi người. Dạ. Muốn đi đâu đi. Chung là sư là cũng ở Long An đó quý cô chú anh chị. Đó, tùy duyên mình chứ sao giờ. Chứ còn thì hỏi mấy anh em mà xin địa chỉ thì mấy anh em này không có quyết định. Bà sư có hay thông tin gì chưa? Dạ. Vâng, con chưa. Sư phụ là đi khắc thật lại đó. À vâng. Đi hồi sáng bà con cô bác đi theo. Anh Thình là người đi theo. Đi theo. À, vâng. Cái bên. Thì tốt đẹp rồi. Dạ. À. Để ra coi lại cùng. Mình cho sư coi thử rồi. Có em người anh cũng gửi video qua. À vâng. Nhắc tới là sư Minh Toại ấy bớt ra đi Nam, đừng có để tiếng dính nhạc. Bữa nay bà con mình là chỉ là đứng thôi. À, vâng. Mà sáng là cơn mưa đón sư đầu tiên. Sư giải cầu để kiếm cái clip khác cho nó đây. Đó. Đó. Đây là quý cô chú anh chị. Đón đây là một cái bữa nay chỉ là vui. người dân quay một đoạn đăng TikTok thôi. À, vâng. Dạ. Dạ. Vui không sư? Vâng, thấy sư phụ đi khất thực rồi. Đây còn anh Thình đây. Anh Thình là người đi theo. Đó. Anh Thình nè. Đó quý cô chú anh chị, anh Thình ngồi xuống. Vâng vâng. Mặc áo khoác áo gió đen á. Cũng đông á. Đây. À, đây là cái tin vui. Bữa nay là bà con chia sẻ lên TikTok không đó. Dạ. Chung là YouTube không có quay. Đúng rồi. Chỉ có người dân thường quay. Người dân rồi gửi cho mấy anh em một đoạn nữa. Ừ. Có một người em cứ gửi cho con để chia sẻ. Đây nè, tới cái đoạn đó là đoạn thứ hai rồi, đoạn sau rồi.
đây này, đưa đường cái đoạn khỏi này. Cho sư coi nữa rồi. Đây cái đoạn này là nhóm nhóm Thổi Đường với anh Thành. Nói chung là người dân đồ với các bà con cô bác á là quay. Đây toàn là bà, dạ, bà con mình quay thôi. Dạ. Quay đoạn như 5-10 giây. Định là tụi con có không xuống đâu. Dạ. Nhưng mà thấy cái tin vui cho nên là xuống sư thì đâu có coi điện thoại đúng không? Cho nên là xuống báo cho sư biết, cho sư vui vui. À, cũng tại vì mình thấy được sư phụ mình với các sư huynh đệ tu tập thì cũng yên tâm, cũng được mình cố gắng mình học tập đúng không sư? Dạ. Ừ. À, một mình sáng giờ thì mấy anh em mình hy vọng là bà con cô bác mình đứng tại chỗ, đi tới đâu mình đứng tại chỗ đó ha sư. Lúc trước là không, tất cả những video là không có anh Thình xuất hiện. Rồi bây giờ là anh Thình xuất hiện. Anh Thình xuất hiện. Mọi người đứng gọn gàng vậy. Gọn gàng vậy là tốt đúng không sư? Mình cứ đứng đi đứng sát bờ đường rồi. Mình thấy rồi. Dạ sư đi ngang cái mình thấy rồi. Đâu cần phải theo đâu. Đâu cần phải đi theo. Đó là hình ảnh đẹp luôn. Đây, còn đây là cốc mới của mô sư Minh Công. Minh Công. Sư Minh Công hiện tại giờ là ba cốc. Ba cốc. Ừ. À vâng, che bạc. Dạ đúng rồi. Dạ. À che bạc từng cái hồ. À. Thì cốc của sư Minh Công toàn là che bạc không à? À vâng vâng. Dạ. À. Có chỗ này là bự nhất nè. Dạ dạ. Ở sớm cũng có qua bên bển. Dạ. Dạ. Nhưng mà không có quay. Thấy gì là thấy cũng các sư huynh đệ cũng là an tâm rồi. À. Đẹp rồi, có nơi, có chỗ. Nhiều khi mấy anh em con theo dõi thông tin á. Cho nên là cũng biết là cái tin vui. Thấy con thấy nhìn rõ nhất nè. À. Là thầy đang đi á. Dạ, à, đưa. Phải vừa anh coi thử ngay. Đó, quý vị vậy nè. À, sư đang đi tới nè, sư hiện tại đó. Tại vì người dân không có nhưng mà bà con cô bác đứng hai bên đường vậy là đẹp. À. Hy vọng là con hy vọng là những cái hình ảnh như vậy còn tiếp nối. À. Nhưng mình đừng có đi theo sẽ không làm ấp tắc giao thông á. À. À, bên lực lượng của người ta cũng đấy, đâu có can thiệp vô. Tạo điều kiện. À. Còn mình đi theo như hởm thì thua. À. Người ta phải giữ trật tự chứ đúng không sư? Mọi người nhìn ra được cái điểm đó được thì sẽ tốt. Dạ, ai cũng suy nghĩ một cái điều đó. À. Thì sẽ tốt. Tôi nói thật sự nếu mà mình cung kính tất cả các sư á, thì mình chỉ là mình không đi theo đó là điều mà giúp mấy sư. Đúng rồi, giúp mấy sư. Hiện tại giờ cũng chưa có YouTube nào quay, chỉ có người dân quay rồi gửi cho YouTube. Đó. Ví dụ như đi ngang cái đường đó thì bà con cô bác cũng như là cái duyên. Cái duyên thì thì từ từ con nghĩ từ từ sư cũng đi đi tới à. Vâng, thì mọi người cứ dạ. Xét ở trong thì sư phụ đi được thì sư phụ đi chỗ này tới chỗ kia sẽ đi hoài vậy đó. À. Mọi người cũng sẽ thấy thôi. À, đúng rồi. Dù ngày này không thấy thì ngày sau khác, vâng. Dạ hay là tháng sau, năm sau hay sư. Dạ, đi hoài dạ. Đi mãi chứ đâu phải đi ngày bữa đâu. Đúng rồi. Đây là lé lên tia hy vọng và cái niềm vui cho nên là con anh em con xuống đây cũng báo tin cho sư để cho sư cũng là yên tâm mà tu tập theo bậc ba hành đầu đà của Đức Phật giống như ngài Minh Tuệ. Không biết là sư Minh Nhận có biết chưa nữa. Còn nếu mà sư Minh Nhận biết thì con nghĩ là cũng vui á. À, dạ. Mọi người biết thì người vui mà, ai cũng vui mà. Dạ. Nói chung là không phải riêng các sư mà tất cả bà con mình cũng vui. Dạ. Ai cũng vui. Nhưng mà trước mắt là con thấy sư là vui đó, sư Hải là vui à. Dạ. Đúng không sư? Vâng. Dạ. Thật sự thì tốt đẹp. Dạ. Vô duyên với mọi người được. Dạ.
Thì cũng như như vậy thì để nhờ, để cho sư Minh Tuệ và tất cả các sư còn lại sau này cứ còn đi rất là nhiều chặng đường nữa chứ không phải một ngày một bữa. À, đúng. Thì đủ duyên thì gặp thôi. Thì gặp mấy sư thôi. À. Nói chung mà chỉ là sớm hay muộn thôi à. Vâng. À, qua cái màn hình thì sư thấy như vậy rồi sư cũng gửi gắm gì đến sư phụ của mình với các sư huynh đệ không sư? Thì riêng bản thân con thì vẫn sẽ giữ giới, vẫn sẽ tiếp tục hành cái hạnh nguyện này như lúc ban đầu mình phát nguyện. Dạ. Mình vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Mình có nguyện cái điều gì, nguyện giái điều gì cho sư trên con đường sư Minh Tuệ á, trên con đường đi đi hành. Mình cũng mong cho sư phụ được đi như vậy đó, mọi người không có theo nữa. Dạ. Mọi người cứ đứng như vậy, mọi người nhìn là được rồi. Dạ. Mọi người nhận ra được cái điều đó để sư phụ được đi, được rất cần được giao duyên với mọi người. Dạ. Chỗ nào cũng sẽ thấy được sư phụ. Rồi. Nó sẽ tốt đẹp hơn. Dạ. Đúng rồi, như vậy thì rất là tốt đó quý cô chú anh chị. Thì sáng nay con cũng xin chúc sư luôn luôn lúc nào cũng được là thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn và kiên định. Cái điều nhất là phải kiên định cái ý chí của mình để là vượt qua tất cả những lúc khó khăn này hả sư? Dạ vâng. Dạ, cảm ơn sư rất là nhiều. Thì bây giờ thì Duy Minh đi con nhà con xin phép sư ha, ra ngoài để cho sư tĩnh tâm tí quý cô chú anh chị, và Duy Minh sẽ chia sẻ thêm. Đây là một cái hình ảnh mà rất là đẹp mà Duy Minh cũng muốn là chia sẻ và báo tin cho những sư huynh đệ của là sư Minh Tuệ hoặc là đệ tử, để là có cái niềm vui cũng như là cái động lực để là tiếp tục hạnh nguyện 13 hạnh đầu đà giống như Đức Phật, của Đức Phật giống như là sư Minh Tuệ ha quý cô chú anh chị. Thì qua video này thì rút ra một cái kinh nghiệm để là sau này bà con cô bác hay chia sẻ, Duy Minh chia sẻ thì bà con cô bác nếu mà thấy các sư đi ngang thì mình đảnh lễ và mình cúng dường trước 12 giờ một chai nước, khi mà các sư có rồi thì mình cũng không nên ép, là thấy là đó là cái hình ảnh đẹp nhất được lan tỏa tất cả trong nước và ngoài nước luôn quý cô chú anh chị, và dương tầm thế giới luôn, để cho biết người Việt Nam mình có một cái vị chân tu mà đã lâu rồi, chưa có ai mấy trăm năm cả ngàn năm chưa có ai mà hạnh nguyện mà đi được như thế quý cô chú anh chị. Đó. Thì video đến đây thì Duy Minh cũng xin kết thúc, chúc cho tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước đang xem video của Duy Minh thật là nhiều sức khỏe nha. Ở đây thì bà con cô bác thấy cảnh lúa xanh tươi luôn, và lúa của chú Sáu này tốt quá quý cô chú anh chị ơi. Đó, bây giờ Duy Minh xin chào bà con nha, còn nhớ like và đăng ký chia sẻ video giùm Duy Minh chân thành cảm ơn bà con rất là nhiều nha.